Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Trở về Việt Nam, Hoa hậu Thùy Tiên không còn bung xõa như ở Thái. Lý do là gì? Sau khi trở về nước, Thùy Tiên nhận được rất nhiều sự ủng hộ và yêu mến của khán giả Việt. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ, một mặt để tri ân những tình cảm mà mọi người đã ủng hộ cô suốt thời gian qua. Điều dễ dàng nhận thấy, chuyến trở về lần này, Thùy Tiên đã mang một diện mạo mới, cương vị mới. Đúng như stylist của cô chia sẻ, gặp lại Tiên ở cương vị Miss Grand, Louis thấy Tiên có một phong thái và thần thái rất khác biệt, nhưng năng lượng và tính cách thì vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu. Tại buổi diễn kiến Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cũng như buổi tri ân tối ngày 11 tháng 1, Thùy Tiên nền nạ với áo dài truyền thống, lý giải về việc thay đổi phong cách thời trang này, phía ekip cho biết. Do tính chất các chương trình mà Tiên tham gia, họ có yêu cầu cụ thể về trang phục là mặc áo dài, nên việc hình ảnh của Tiên xuất hiện với áo dài thường xuyên những ngày qua là điều hiển nhiên. Không còn là những bộ váy cắt trên xẻ dưới như thời gian ở Thái Lan, người đẹp sinh năm 1998 đã trở nên dịu dàng, đầm thắm đúng chuẩn người phụ nữ Việt. Hiện tại, Tiên đã diện những mẫu thiết kế kín đáo và bớt cắt khoét hơn so với lúc ở bên Thái để phù hợp với nhãn quan và văn hóa ở Việt Nam. Mặc dù chưa có thời gian cụ thể về việc ở lại Việt Nam bao lâu, nhưng khoảng thời gian này, trên cương vị là Miss Grand International, Thùy Tiên luôn kín lịch tại các sự kiện ở Việt Nam. Điều này đòi hỏi cô phải biến hóa linh hoạt nhiều phong cách để mình không bị một màu, phù thủy hình ảnh cho Thùy Tiên nhấn mạnh. Ngoài những mẫu thiết kế cut out, Tiên rất hợp với những mẫu dạ hội xẻ tà hoặc form dáng ôm hay chiếc eo để tôn lên được nét đẹp hình thể của cô ấy. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.